hơn cả Singapore. Đó chính là VinCity, đại đô thị với quy mô chưa từng có. Hơn cả một nơi ở, đó chính là chúng an cư hoàn hảo cho nhiều thế hệ. Hơn cả một lựa chọn, đó chính là nơi sức sống ngập tràn với vô vàn tiện ích. Hơn cả một giấc mơ, đó chính là cuộc sống đủ đầy ngay trong tầm tay bạn. VinCity, đại đô thị đẳng cấp. Đây là dân hồi bé, dân lớn lên, dân tốt nghiệp. Cuộc đời dân thật đẹp, cuộc đời dân vẫn đẹp khi dân lấy vợ. À không, vẫn đẹp cho đến khi dân lấy vợ. Dân ơi, mai nhớ đóng tiền nhà cho coi nha. Dân và vợ đang tiết kiệm tiền để mua nhà. Dân ăn chỉ dám bằng một nửa người thường. Anh nhớ để nước cho em luộc rau nha. Dân tắm cũng chỉ dám tốn nửa nước so với người thường. Dân dùng điện cũng chỉ tốn đúng một nửa so với người thường. Làm việc vất vả, tiết kiệm vất vả, cuối cùng vợ chồng dân cũng đủ tiền để mua nhà. Thế nhưng dân lại sợ, sợ mua nhà vừa tiền nhưng không đủ tiện nghi thì sao? Chọn mua hẳn nhà xịn, dân sợ tiền ít, đi vay ngân hàng vẫn không đủ thì sao? Dân buồn rầu, dân thất vọng, dân đi trên con đường đầy lá dư. Dòng đời xô đẩy dân ngã sấp mặt, à không, dòng người. Ờ, cái gì đấy? VinCity, nhà tốt, giá tốt, tiền vay dễ dàng. VinCity ơi, dân tới đây. Có ngôi nhà tiện nghi dân ao ước, giá cả hợp lý dân không ngờ trước. Có VinCity tính đường tính nước, biết số tiền vay được tối đa. VinCity mời dân qua chọn nhà. Tiền không cần nhiều.